Quỷ đầu lo lại tấn công tới các bạn ơi, lần này là một con siêu to. Nhìn cái cặp chân của nó kìa các bạn ơi, cái cặp chân của nó còn bự hơn cái cơ thể của mình nữa. Các bạn ơi, con cò với con cù bị gượt rồi. Bây giờ mà không có siêu nhân là chịu thua luôn. Phải đi tìm siêu nhân gấp nha các bạn. Anh Điện Quang ơi, cơ thể của anh gắn chắc và đồ sộ như thế này thì sẽ có khả năng chiến đấu với con quỷ đầu lo siêu to khổng lồ đó anh Điện Quang ơi. Bây giờ anh đi tìm con quỷ đầu lo kia đi. Còn em sẽ tìm thêm người để phối hợp chiến đấu cùng anh. Ok anh Tài. Anh Tài và các siêu anh hùng khác hãy đối phó với những con quái vật còn lại. Còn ta sẽ xử lý con quỷ đầu lo siêu to kia. Lần này bên đám quỷ kia có thêm sự xuất hiện của con gì mà cơ thể toàn là một màu đen luôn các bạn ơi. Cái con quỷ màu đen đó nó đập một phát con bò bay đi mất tiêu luôn. Anh Superman, con quỷ đầu lo siêu to đã có siêu nhân Điện Quang đối phó. Bây giờ còn con quỷ màu đen, cơ thể nguyên màu đen luôn. Bây giờ anh đi ứng phó với nó nha. Không thành vấn đề đâu anh Tài. Bây giờ anh cứ đi quan sát xung quanh đây, còn con quái vật màu đen kia cứ để ta xử lý. Ok anh Superman, chúc anh thành công nha. Con quỷ đầu lo siêu to khổng lồ và con quái vật màu đen kia đã có hai siêu anh hùng ra tay đối phó rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây xem coi có con vật nào cần sự giúp đỡ không nha các bạn ơi. Bạn voi có một cơ thể thật là to lớn, nhưng đứng trước cái hàm răng sắc bén của con khủng long bạo chúa kia thì bạn voi của chúng ta phải đi tìm đường ẩn náu. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua đỉnh hỗ trợ nha các bạn. Bạn voi ơi, bây giờ bạn hãy ẩn náu ở đây, hai siêu anh hùng thu phục được quái vật thì sẽ xử lý con khủng long kia luôn. Nhưng mà đề phòng trường hợp siêu anh hùng bị đánh bại, cho nên bạn voi phải lẩn trốn ở đây, đừng có lộ diện nha. Bạn voi ơi, Superman đã chọn đánh khủng long rồi sau đó mới đánh con quái vật. Siêu nhân đỉnh quá các bạn ơi, một chiêu bắn năng lượng ra thôi là con khủng long bị nổ tung luôn. Anh Điện Quang đã chạm mặt với con quỷ đầu lo rồi kìa các bạn ơi. Con quỷ đầu lo này nó cao cũng ngang ngửa với anh Điện Quang luôn á. Không ổn rồi các bạn ơi, anh Điện Quang bị con quỷ đầu lo kia đánh một cái văng đi luôn rồi. Con quỷ đầu lo này nó cao bằng cái nhà luôn. Quỷ đầu lo kia nó đi là nó cao hơn cái nhà luôn các bạn ơi. Bây giờ phải tập hợp các siêu anh hùng lại mới có khả năng chiến thắng được nó. Các bạn ơi, đám quỷ đó nó bây giờ nó tụ họp lại với nhau rồi. Có hai con quỷ đầu lo, một con hút ghi với một con quỷ màu đen đó nữa. Tụi quỷ đó nó gượt anh nhện với gượt con bò luôn các bạn ơi. Hả? Nó đánh con bò sữa bay đi luôn rồi. Anh Nhện ơi, tình hình bây giờ là anh Điện Quang bị con quỷ đầu lo chúa đánh một phát bay đi, không biết bây giờ đang ở đâu nữa. Còn anh Superman đối phó con khủng long xong, ảnh đi tìm con quỷ mình đen kia rồi. Bây giờ em với anh đi tìm anh Điện Quang đi hỗ trợ nhé. Khi nào gặp được anh Điện Quang và các siêu anh hùng khác thì chúng ta sẽ hợp sức lại đối phó với đám quỷ kia. Ok anh Tài nha. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra hai hướng, sau đó sẽ họp mặt ở đây. Hẹn gặp lại. Hồi nãy anh Điện Quang bị con quỷ đầu lo khổng lồ kia nó đánh văng qua cái hướng này nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi lần lần qua cái hướng này tìm anh Điện Quang nha.
chưa tìm thấy anh Điện Quang, mà hình như ở đằng kia là anh Goku kìa các bạn ơi. Anh Goku có khả năng đổi màu. Khả năng đổi màu của anh Goku là để ngụy trang trong lúc chiến đấu nha các bạn. Thì ra là anh Goku đi qua bển, đánh đuổi con khủng long, bảo vệ con tê giác. Mình sẽ đi qua bển, góp sức một tay nha các bạn. Nè bạn tê giác ơi, bạn lẩn trốn ở đây đi, đừng có đi đâu nha. Anh Goku đang chiến đấu với con khủng long bạo chúa ở bên hướng bên kia kìa. Chúng ta ở đây, từ từ theo dõi nha. Bạn tê giác mà đi lung tung, coi chừng bị con khủng long nó ăn thịt luôn nha bạn tê giác. Anh Goku đang dùng tay không, con khủng long mà nó ngoan cố, rất có thể anh Goku sẽ sử dụng năng lượng cực mạnh nha các bạn. Anh Goku đã tiêu diệt được con khủng long kia rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua bển để nhờ anh Goku góp sức một tay thu phục, tiêu diệt cái con quỷ đầu lo xíu to kia. Anh Goku ơi, con khủng long bạo chúa kia chẳng nhằm nhò đối với anh cả, nhưng mà con khủng long bạo chúa đó nó cũng không ăn thua gì đó với con quỷ đầu lo siêu to khổng lồ. Rất mong anh hợp tác cùng với các siêu anh hùng để đem lại hòa bình cho muôn thú. Con quỷ đầu lo kia nếu như chiến đấu 1-1 thì khó mà chiến thắng được nó. Được lắm, ta cũng đang rất muốn gặp con quỷ đầu lo kia để xem sức mạnh của nó lợi hại đến cỡ nào. Anh Nhận ơi, anh Nhận, em tìm được anh Goku rồi kìa. Anh Goku đi lên đây rồi. Bây giờ anh với anh Goku ở đây để mà theo dõi coi con quỷ đầu lo nó có xuất hiện ở đây không nha. Em sẽ đi tìm thêm anh Người Sắt và anh Superman nữa, rồi bốn siêu anh hùng sẽ hợp tác lại chiến đấu với con quỷ đầu lo kia. Con Hoodie nó đang ở đó mình nên kìa các bạn ơi. Nó mới đánh một con ngựa luôn. Bây giờ mình kêu anh Người Nhện đến đó xử lý nó trước. Anh Tài cứ để ta xử lý con Hoodie đó. Bây giờ anh cứ đi tìm hai siêu anh hùng còn lại đi và nhanh chóng quay trở lại đây nhé. Ok anh Nhện, chúc anh thành công nha. Các bạn ơi, quái vật bụng bự da xanh, ổng đang đứng phía bên kia làm cái gì á? Đi qua bên bển xem nha các bạn. Tình quái vật đó, các bạn ơi, ổng tính bằng thịt con bò luôn các bạn ơi. Bây giờ phải tìm cách cứu con bò thôi. Nè bò, sao con dám đứng ở chỗ hồi nãy? Chỗ hồi nãy, cái ông bụng bự kia, cái bụng bự da xanh kia, ổng rất là hung dữ. Ổng cầm cây dao nữa, coi chừng ổng bằng thịt cưng luôn đó. Cưng phải trốn ở đây. Cưng đừng có bén mảng ra ngoài nha. Anh sẽ đi tìm siêu nhân để xử lý nó cho. Ê, quái vật bụng bự, ngươi biết khu vực này là khu vực của biệt đội siêu anh hùng không? Bây giờ sợ thì chạy còn kịp đó. Không là sẽ bị... Anh Điện Quang ơi, đồng đội của anh bị con quỷ đầu lo đánh bay đi mất tiêu ở đâu bây giờ em đang tìm không ra. Còn phía bên kia có một con quái vật bụng bự da xanh, nó đang định tấn công con bò kìa anh Điện Quang ơi. Anh ra tay anh xử nó đi anh Điện Quang, rồi hợp mặt với các anh siêu anh hùng luôn. Quái vật bụng bự da xanh dám lộng hành ở đây. Bây giờ ta đang đi tìm đồng đội nhưng chưa gặp. Ta sẽ xử lý con quái vật kia trước, rồi sẽ hợp mặt với các sinh hùng. Anh Người Sắt ơi, đó là quái vật Blue kìa. Nó nuốt con bò luôn anh Sắt ơi. Anh đi vào bển thu phục nó đi, nếu không nó sẽ đi ăn thịt các con vật khác nữa đó. Anh Tài bình tĩnh, ta sẽ hung dọa quái vật lộng hành ở khu vực này. Bây giờ anh Tài hãy trông coi các con vật khác, ta sẽ đi xử lý con quái vật kia. Các bạn ơi, quái vật ó rành kìa. Hôm trước có một bạn kêu thu phục quái vật này, hôm nay có rồi nè, thu phục luôn. Bò sữa ơi, cưng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ở chỗ này đi nghe, đừng có lú mặt ra. Cưng mà lú mặt ra ngoài là con quái vật nó thập cưng luôn. Hồi nãy có một con bò sữa giống cưng vậy nè, bị con quái vật nuốt chửng luôn. Bây giờ anh Người Sắt đang tìm con quái vật đó.
Một con cù, một món ngon ta không thể bỏ lỡ được. Cù ơi cù. Con quái vật màu xanh chưa thu phục được, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một con quái vật hình cây bông các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra chặn đường con quỷ bông kia lại để cho bạn cù chạy trốn trước nha các bạn. Hè du, con quỷ bông kia, đứng lại. Con quỷ bông kia, không làm mà đòi có ăn. Không có ai tự nhiên nuôi con cù cho mi ăn đâu nha. Bây giờ một là đi về, hai là bị đánh. Ta đang rất tò mò xem người đánh ta như thế nào đây. Lâu rồi ta không có bị đánh. Nói bằng miệng con quỷ kia không sợ mình các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó biết cái cây lợi hại của cái cây này. Này con quỷ bông, nhào vô. Nhào vô, anh cho hưởng cái cây này nè quỷ bông. Nhào vô quỷ bông, nhào vô khớp. Các bạn ơi, không biết là anh Sắt đối phó với con quỷ màu xanh kia như thế nào rồi. Bây giờ thêm con này nữa, làm sao mà chống cự nổi đây. Con quỷ Blue kia, nó hợp sức với con quỷ đầu lo luôn rồi các bạn ơi. Không biết anh người Sắt bây giờ đang ở đâu. Bây giờ con mèo bị rượt luôn rồi. Còn quái vật ó gành tham gia vô nữa là bên nó được có 4 con quái vật. Bây giờ mà siêu nhân không xuất hiện là mấy con động vật sẽ bị tiêu diệt luôn. Nè, con quái vật kia, ngươi đừng có lộng hành ở đây. Ngươi đừng tưởng có 4 mà ta chỉ có 1 nha. Phía sau ta còn rất nhiều các siêu anh hùng. Ngươi hãy nhìn đi, ngươi mà lộng hành quấy phá các con vật là các siêu anh hùng sẽ đập cho ngươi một cái. Hả? Anh Điện Quang ơi, gặp được anh, em quá trời mừng rồi. Em bị con quái vật ó ganh chi đuổi, xin anh hãy ra tay hỗ trợ em. Quái vật ó ganh là con quỷ nào? Ngay cả anh Tài trong biệt đội siêu anh hùng cũng dám rượt hả? Được lắm, anh Tài cứ để cho ta. Ta sẽ dạy cho con quái vật ó ganh đó một bài học. Chờ đó anh Điện Quang ơi, ở phía bên kia, sau lưng em, là nguyên một đám khủng long luôn. Ủa không phải nguyên một đám, mà là 2 con khủng long đội chúa. Anh đâu bệnh anh xử nó trước đâu không anh Điện Quang? Hello anh Sắt, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. Xin chào anh Tài. Con quái vật ó ganh kia, cứ để ta giải quyết. Anh hãy nói với anh Điện Quang đi tìm con quỷ đầu lo siêu to kia. Ok luôn nha anh Sắc ơi, tìm được quái vật đầu lo rồi, chúng ta sẽ hợp sức lại nha anh Sắc ơi. Wow, các bạn ơi, anh nhận nhanh thì các bạn ơi. Anh Sắc vừa mới chuẩn bị thôi là anh nhận đã bắn con quái vật kia rồi. Bây giờ con quái vật đó nó chạy rồi, anh nhận đang ngược theo. Wow, hay quá anh Sắc ơi. Các bạn ơi, con khủng long bạo chúa lúc nãy á bị anh Sắc tiêu diệt luôn rồi. Quá vật ó ganh chạy thoát rồi anh Nhện. Thôi nhưng mà anh đừng có tức tối quá anh Nhện ơi. Tức tối cũng không làm được gì đâu, anh bình tĩnh đi. Rồi từ từ chúng ta sẽ chi tìm nó thôi anh Nhện ơi. Không xong rồi anh Nhện ơi. Anh Nhện ơi, nó chặn đường nó đập con bò luôn rồi. Anh đưa anh bển thu phục nó đi anh Nhện ơi. Goal! Các bạn ơi, anh Nhện đi đánh quái vật mà quên đem theo cây súng. Bất ngờ gặp một con quỷ đầu lo một mắt, nó ngược anh Nhện chạy vòng vòng luôn. Goal! Anh Nhện ơi, cây súng mình để chỗ nào? Bây giờ anh chỉ chỗ đi, em lại em lấy liền luôn. Không cần đâu anh Tài ơi, bây giờ nhờ anh Tài trông coi các con vật giùm ta. Ta sẽ đi tìm cây súng, dạy cho bọn quỷ kia một bài học nhớ đời. Nè hai đứa, anh Nhện đã giao hai đứa cho anh trông coi rồi đó. Ngoan ngoãn ở đây, đừng có đi ra ngoài. Đi ra phía ngoài kia, con quái vật ó ganh nó nhìn thấy nó quýt một cái là té xỉu luôn đó.
đám quỷ kia nó đang tụ họp lại kìa các bạn ơi. Số lượng của nó 1, 2, 3, 4, 4 con quỷ luôn rồi các bạn ơi. Thêm con quỷ đột biến 2 đầu nữa là 5 luôn rồi các bạn ơi. Tình hình này hơi căng nha các bạn. Quái vật Blue nó gượt con mèo. Anh người sắt bay tới kìa các bạn ơi. Các bạn ơi, nhiều con quái vật thì không biết sao, 1-2 con á là anh người sắt căng được hết nha các bạn. Hay quá anh sắt ơi. Các bạn ơi, một con quái vật đã ra đi rồi. Anh sắt rất là lợi hại nha các bạn. Còn bên kia là con quỷ bộ xương với 2 cái đầu lâu. Nó đang gượt con bò kìa các bạn ơi. Không biết anh người sắt có nhìn thấy nó chưa nữa. Hay quá các bạn ơi. Anh nhện đã phát hiện và đang gượt theo cái bộ xương khô đó kìa. Anh sắt thu phục một con, anh nhện thu phục một con. Vậy là còn 3 con nữa nha các bạn. Quan trọng nhất là phải chiến thắng được con quỷ đầu lo chúa. Một bạn cù và một bạn mèo đang bị gượt kìa các bạn ơi. Có 2 con quái vật đang gượt ở phía sau. Bây giờ chúng ta đi từ từ quên bản nha các bạn. Bất ngờ chưa nhện, Godzilla từ đâu xuất hiện, làm cho con quỷ kia không kịp trở tay. Thiết nghĩ lần này chắc chắn nó sẽ bị tồi. Godzilla xuất hiện bất ngờ quá các bạn ơi. Con quỷ một mắt kia nó không thể chống cự. Có được sự trợ giúp của Godzilla rồi thì con quỷ đầu loa siêu to khổng lồ kia chắc chắn phải chịu thua mà thôi. Anh Tài, bây giờ anh đi qua bển nhờ Godzilla hợp sức lại. Chúng ta cùng nhau hợp sức chiến đấu với con quỷ đầu lo chúa nè anh Tài ơi. Ok nhện nha, bây giờ anh nhện chi đuổi theo con quái vật Organ đi. Em sẽ đi qua bển nhờ Godzilla xử lý con quỷ đầu lo chúa này. Kìa, anh nhện ơi, nó bén một con cù kìa, nhanh lên nhện ơi. Goal! Các bạn ơi, nó gặp anh nhện tới là nó chạy đi mất tiêu rồi. Nhưng mà anh nhện chắc chắn không tha cho nó đâu. Tại vì nó quá ác độc, phải xử nó mới được. Godzilla đang đi kìa các bạn ơi. Đang chi tìm con quỷ đầu lo. Con quỷ đầu lo siêu to khổng lồ cỡ nào mà nó gặp cái bạn Godzilla này là nó chạy mất dép luôn nha các bạn. Rõ ràng kìa các bạn ơi. Nó gặp Godzilla nó chạy phấn khối luôn. Nhưng mà không dễ dàng gì mà thoát khỏi Godzilla đâu các bạn ơi. Nữ siêu nhân ơi, bên phía bên kia là con quái vật gì kìa, nó đang gình gình con bò kìa nữ siêu nhân ơi. Đưa bển tìm cách giải cứu con bò thôi. Nó lấy cái tay, nó sờ sờ, nó gãi gãi con bò, cho con bò im im với siêu nhân. Xong rồi coi chừng nó bắt con bò đi luôn á. Rõ ràng kìa siêu nhân ơi, cái tay của nó đang kéo con bò kìa. Con bò đang dùng dãy nhưng mà con bò chạy thoát được rồi. Siêu nhân ơi, bây giờ em sẽ đi qua bển đánh lạc hướng con quái vật đó. Còn siêu nhân đi tìm những siêu anh hùng khác để hỗ trợ nha. Ok anh Tài, anh cẩn thận nha. Ta đi tập hợp được những siêu anh hùng khác thì sẽ quay lại hỗ trợ anh ngay. Con quái vật đó
nó bắt không được con bò này thì nó xoay qua nó gượt con bò khác rồi các bạn ơi. Hai tay hai chân của nó có thể kéo dài ra gượt con bò với tốc độ rất cao. Con bò chạy như vậy mà vẫn chưa thoát khỏi tầm nhìn của nó nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua bển làm mồi nhử cho nó để giải cứu con bò nha các bạn. Này con quỷ kia, gượt theo con bò làm gì? Thịt con bò không có ngon đâu. Cứ đi theo ta nè, thịt của ta ngon lắm nè, chạy theo ta. Chạy theo ta, nè nè, thịt ngon lắm. Chưa thoát khỏi sự chi đuổi của con quỷ kia, bây giờ lại gặp thêm cái con quỷ này các bạn ơi, thật là đen đuổi. Siêu anh hùng ơi, núp vào trong đây đợi con hút ghi nó đi qua nha các bạn. Anh người sắt kìa các bạn ơi, sao người sắt lại xuất hiện ở đây vậy? Anh đang đi tìm cái gì hay gì á? Thì ra bên bển là một con chó bị con quỷ đầu lo áp sát các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi vào bển giải cứu một tay mới được. Này cúng con, cưng ở đây cưng trốn đi, đừng qua bển nha. Con quái vật đầu lo nãy nó hung ác lắm đó. Các bạn ơi, anh Sắt đã tiêu diệt được con quái vật đầu lo rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bển nhờ anh Sắt tiêu diệt luôn mấy con quái vật kia. Chưa kịp gặp mặt nữa là anh Sắt bay đi mất tiêu rồi các bạn ơi. Ở bên kia là một con quỷ đầu lo, nhưng mà cơ thể của nó có 1, 2 hơn 10 cái lo luôn các bạn ơi. Nó mới đánh một con mèo văn đi, bây giờ nó lại ngược theo một con chó rồi. Còn bên kia là con bấm mi long less, nó đang ngược theo con bò. Con bò đã chạy thoát, nhưng mà bây giờ nó đã chuyển hướng qua ngược con cù rồi các bạn ơi. Nó bắt nhốt bạn cù luôn rồi. Bây giờ mình phải đi qua bển giải cứu bạn cù nha các bạn. Nó bắt được bạn cù, nó biết là nó sắp có món ngon rồi, cho nên nó nhảy múa ăn mừng luôn kìa các bạn ơi. Bà ơi, nhờ cưng chạy nhanh á mới chạy thoát được con quỷ chân dài kia đó. Bây giờ bạn cù không nhanh bằng cưng cho nên đã bị bắt rồi. Anh phải đi giải cứu bạn cù. Cưng hãy ở đây, anh sẽ đem bạn cù về với cưng. Phải tìm cách giải cứu bạn cù càng sớm càng tốt. Bây giờ mình sẽ đi vào bển đánh lạc hướng con quái vật kia nha các bạn. Nó mà không thấy bạn cù là nó sẽ đi tìm. Bây giờ mình sẽ cho nó đi ngược mình. Các bạn ơi, đã giải cứu được bạn cù rồi, nhưng mà các bạn biết tại sao bạn cù lại có một màu đen thui như vậy không? Đã nhộm lại rồi đó, nhộm lại đừng có cho con quỷ kia nó phát hiện á. Khi nào tiêu diệt được con quỷ kia thì hãy trắng lại bình thường. Mấy con quái vật đó nó tập trung lại có 3 con luôn rồi các bạn ơi. Siêu nhân thì chưa thấy đâu hết, mà quái vật thì càng ngày càng nhiều. Không biết nữ siêu nhân giờ này ở phương trời nào nữa các bạn ơi. Ở đây chỉ có một mình, làm sao bảo vệ được các con vật đây? Con hút ghi nó đang ngược theo con bò rồi các bạn ơi. Goal! Hay quá, hay quá, hay quá, anh nhận đã xuất hiện, anh nhận đã xuất hiện rồi. Anh nhận với con hút ghi chơi đánh giáp lá cà,
Cuối cùng con hút gì đánh không lại, bỏ chạy. Anh nhện đang đuổi theo kìa các bạn ơi. Goal! Wow, anh nhện sử dụng tới súng luôn rồi. Một khi mà anh nhện đã dùng súng rồi thì khó có con quái vật nào mà chạy thoát lắm các bạn ơi. Con hoodie đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn hai con quái vật siêu to kia nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua bển nhờ người nhện tiêu diệt luôn nha. Anh nhện ơi, hồi nãy anh tiêu diệt được con hoodie, nhưng mà phía bên kia còn tới hai con quái vật nữa lận. Một con gì mà con quỷ đầu lo có nhiều cái lo, với một con chân dài. Anh Tài hãy bình tĩnh, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bọn quái vật kia lộng hành. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các con vật thì bây giờ ta nhờ anh Tài tập hợp thêm siêu nhân, ta sẽ ngăn cản quái vật tấn công vào các con vật. Ok anh nhện, anh nhện cẩn thận, hẹn gặp lại. Đây là hai bạn cún của người nhện nuôi nè nha các bạn ơi. Người nhện rất là yêu quý động vật, đi tiêu diệt quái vật rồi mà vẫn không quên căn dặn mình là phải trông coi cẩn thận hai bạn cún này, đừng cho những con quái vật nó nhìn thấy. Anh Batman, các bạn ơi, anh Batman đến đây kìa. Anh Batman ơi, anh đi giúp người nhện tiêu diệt hai con quái vật kia luôn đi. Mục đích của ta đến đây chính là thu phục hai con quái vật kia. Anh Tài cứ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ anh nhận hết sức có thể. Bây giờ anh nhận có thêm sự trợ giúp của anh dơi nữa thì hai con quái vật kia khó lòng mà chạy thoát nha các bạn. Chúng ta cùng thêm diễn biến của trận chiến. Goal! Anh người dơi đang đuổi theo con quỷ màu hồng kìa các bạn ơi. Anh người dơi sức chiêu một phát, con quỷ đó nó chết cứng luôn rồi các bạn ơi, anh người dơi lợi hại quá. Hả? Con quái vật ố ganh, hôm trước bị siêu nhân chi đuổi, chạy thoát rồi hôm nay lại quay trở lại đây. Hợp tác với con quỷ đầu lo gồm con bò luôn các bạn ơi. Con quỷ đầu lo nó đập con bò rồi các bạn ơi, anh nhận nó mất tiêu rồi. Hay quá người nhện ơi, nhưng mà lúc nãy em gặp con quái vật ó ganh nữa, bây giờ không biết nó đi ở đâu rồi. Anh Tài đừng quá lo lắng, bây giờ ta sẽ chi đuổi con quái vật đó. Ta sẽ không để con quái vật đó làm hại bất kỳ con vật nào của ta. Anh nhện đang chi đuổi con quái vật đó rồi các bạn ơi. Mấy con quái vật đó làm chuyện ác thì các siêu anh hùng không có tha cho nó đâu các bạn. Goal! Cái gì vậy? Các bạn ơi, con quỷ đầu lo nó đã sống gì rồi. Bây giờ phải đi tìm anh nhện báo tin nhanh. Ai hốt đi mà. Các bạn ơi, con quái vật hôm trước bị siêu nhân đánh, hôm nay nó lại quay lại nó ngược mình nữa các bạn ơi, nó không sợ siêu nhân các bạn ơi. Anh Điện Quang ơi, mấy con quái vật hôm trước bị anh người sắt đánh, nó không sợ. Bây giờ nó quay lại nó ngược em, chạy quá trời luôn, anh giúp em ngăn chặn bọn chúng đi. Đã lâu rồi ta không có tập luyện thể dục thể thao, hôm nay bọn quái vật đó đến đây, vậy là ta có cơ hội vận động tay chân rồi. Anh Tài cứ yên tâm đi, để đó cho ta. Lần này lũ quái vật đó có thêm một con quỷ đầu lo, cái đầu nó là đột biến hình cái con Godzilla các bạn ơi. Nhìn nó thấy mình đây rồi các bạn ơi, nó đang đi qua hướng của mình kìa, giọng ngon lắm. Hên quá các bạn ơi, nó đổi hướng rồi. Ủa, nhưng mà nó đang ngược theo con bò phía bên kia kìa. Cả đám quái vật mà ngược theo có một con bò hả?
đúng là không đáng mặt quái vật các bạn ơi. Quái vật đông quá, bây giờ mình phải tìm thêm anh sắt của anh nhờ. Anh sắt đang bay đi tuần tra kìa các bạn ơi. Anh người sắt ơi, anh đi hỗ trợ anh điện quang với. Nhiều quái vật quá, em sợ anh điện quang đối phó không nổi anh sắt ơi. Lại xuất hiện quái vật à, có phải quái vật đầu lo không anh Tài? Đúng vậy, là đám mũi đầu lo anh sắt ơi. Vậy thì lần này ta sẽ không cho bọn chúng chạy thoát nữa. Anh Tài hãy đi tìm anh người nhện, ta sẽ đi tìm anh điện quang. Có hai con bò bị gượt. Một con cừu vừa bị đánh. Có con khủng long ăn theo mấy con quái vật nữa kìa các bạn ơi. Nó đang gượt con bò kìa các bạn ơi. Anh Điện Quang đang di chuyển đến hướng của con khủng long rồi các bạn ơi. Con khủng long kia, ngày tàn của mì đã đến rồi. Năng lượng của anh Điện Quang quá đỉnh. I like. Goal! Anh nhện với con quỷ đầu một mắt đang đánh giáp lá cà kìa các bạn ơi. Không xong rồi, anh nhện đánh không lại, đang bị gượt. Anh sắt ơi, anh sắt, anh đi đâu từ hồi sáng tới giờ? Quái vật ở đây nó tung quanh quá chuyện luôn. Anh nhện đang bị gượt bên bển kìa anh sắt ơi. Anh đi bển giải cứu anh nhện đi. Bình tĩnh đi anh nhện ơi. Anh người sắt đang đi chặn đường của con quỷ đầu lo kia rồi. Anh đừng có lo nữa, nó sẽ bị tiêu diệt thôi. Đó anh nhận ơi, thấy ghê chưa? Anh sắt có tuyệt chiêu bắn ra một lượt 6 tia luôn. Bắn một cái con nó quỷ đã bị nổ tung luôn rồi. À, con quỷ đầu lo kia nó lợi dụng lúc anh sắt vừa chiến đấu xong còn đang mệt, nó lại nó tấn công anh sắt. Năng lượng của anh sắt dồi dào thì các bạn ơi, mới chiến đấu xong mà vẫn còn năng lượng để phóng nhiệt với con quỷ đầu lo, làm cho con quỷ đầu lo nổ thành hai miếng luôn. Hồi sáng tới giờ đã tiêu diệt được hai con quái vật rồi các bạn ơi. Vậy là bây giờ chỉ còn lại một con quái vật đầu Godzilla với một con quái vật đầu lo màu vàng thôi đúng không các bạn? Ở đâu xuất hiện ra con quái vật xanh rớp đó nữa? Giống siêu nhân quá, nhưng tại sao lại đá con voi? Cơ thể của nó toàn bộ là giống siêu nhân hết, ngoại trừ cái đầu ra. Cái đầu của nó là cái đầu lo. À, đúng rồi các bạn ơi, đây có thể là một con quỷ đầu lo. Nó tu luyện để giống cho siêu nhân á, giống siêu nhân để sau này nó dễ làm chuyện ác các bạn ơi. Các bạn ơi, bên kia con quỷ đầu lo nó mới đập một con bò rồi. Anh nhện đang bay đến tấn công nó kìa. Anh nhện đập cho con quỷ đầu lo một trận, con quỷ đầu lo chạy dắt do lên cổ luôn các bạn ơi. Goal! Lần này nó chạy không thoát rồi các bạn ơi. Anh nhện đã sử dụng tới cây súng thì xin vĩnh biệt cụ lo. Ok, quá tuyệt vời luôn anh Nhện ơi. Nhưng mà vẫn còn ba con quái vật nữa nghe anh Nhện. Lần này em thấy có một con quái vật cái mình của nó giống như siêu nhân vậy đó anh sắt ơi. Anh Nhện ơi, anh Nhện cẩn thận nha anh Nhện. Anh Nhện ơi, biệt đội Godzilla đang hành quân kìa anh Nhện ơi. Có một con Godzilla đang đi thẳng về hướng của em với anh. Không biết được mục đích gì nữa anh nhận ơi.
Anh nhìn ơi, thì ra con Godzilla đó nó ngược theo một con quỷ đầu Godzilla. Đúng rồi các bạn ơi, là con Godzilla đó nó sợ con quỷ đầu Godzilla kia giả dạng nó để làm những chuyện xấu, cho nên nó đến nó diệt trừ con quỷ đầu Godzilla đó. Godzilla ơi, đừng có cho con quỷ đó thoát nghe Godzilla. Các bạn ơi, chúng ta cùng xem con Godzilla có thể tiêu diệt được con quỷ đó không nha các bạn. Godzilla đã phun lasma về hướng con quái vật kia rồi các bạn ơi. Hay quá Godzilla ơi. Anh nhận ơi, Godzilla đã tiêu diệt được con quỷ kia rồi. Vậy là bây giờ còn hai con quái vật. Ta sẽ đối phó với con quái vật có cái đầu hình bông. Còn con quái vật có cái mình giống như siêu nhân. Thì anh ta hãy đi nhờ người sắt. Ok anh nhận. Nó đang chạy tưng tưng bên kia kìa anh nhận ơi. Goal! Một con bò. Bò này thường thường người ta uống sữa, nhưng ta lại thích ăn thịt cơ. Bò ơi, hãy vào trong bụng của ta mà ở đi. Anh nhận đã đối đầu với con quỷ đó rồi các bạn ơi. Mà anh nhận ngộ ghê các bạn. Có cây súng không xài từ đầu đâu, phải đánh bằng tay không à. Rồi đó, đánh hơi mệt cái bắt đầu mới lấy cây súng rồi các bạn ơi. Mình chỉ sợ là bữa nào gặp con quái vật mạnh quá, người nhận không kịp lấy cây súng thôi các bạn. Con quỷ đó, nó gặp người nhận cầm cây súng ra và đứng giơ tay lên đầu hàng các bạn ơi. Nhưng mà nó rất là gian ác, không thể nào tha cho nó được. Trách nhiệm quan trọng còn lại là thuộc về anh sắt ơi. Cái con quái vật đó, cơ thể của nó là robot giống như anh vậy đó, nhưng mà chỉ khác cái đầu là đầu con quỷ đầu lo thôi. Chưa từng có siêu nhân nào giao chiến với nó, cho nên không ai biết sức mạnh của nó là như thế nào. Anh phải đề cao cảnh giác nha anh sắt. Ok, cảm ơn anh Tài luôn nha. Hẹn gặp lại sau trận chiến này nha anh Tài. Goal! Hay lắm anh sắt ơi. Các bạn ơi, anh người sắt đã chiến thắng rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau ăn mừng nha các bạn. Các siêu nhân đang nhảy múa lên bển kìa. Đó là sinh vật gì mà cái chân của nó dài thòng lòn luôn. Nó đang tiến về hướng của mình. Ơ, chạy. Ở chỗ này có cái lỗ, giờ trong đây núp. Nó mới đập một con bò luôn các bạn ơi. Hả? Hình như nó thấy mình rồi. Chết mù, nó đang đi qua hướng này. Ở trong đây, hy vọng là nó không nhìn thấy mình nha các bạn. Goal!
Nó bự như vậy mà nó sợ anh nhện các bạn ơi. Anh nhện ngược nó chạy phăng phăng luôn. Thật là nham hiểm, nó ra bồ chạy để nó tìm cách đánh lén anh nhện các bạn ơi. Đưa bản xem anh nhện như thế nào rồi. Anh nhện ơi, anh có sao không anh nhện? Đừng bình tĩnh đi anh nhện ơi, đừng có lính quýt nữa. Bây giờ mình thua nó, bây giờ mình tìm cách mình phục thù nó anh nhện. Bây giờ anh mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Để em tìm thêm các siêu anh hùng khác như là anh Sắt hay là anh Điện Quen. Hình như bên kia là anh người dơi đang chiến đấu với hùng quỷ đầu lòi kìa anh nhện ơi. Anh người dơi bị hai con quái vật chặn đường, bị đánh một phát bay đi đâu mất tiêu luôn rồi. Anh nhện ơi, tìm cách giải cứu anh người dơi thôi anh nhện ơi. Ok anh Tài, chúng ta đi giải cứu anh người dơi và tìm thêm người Sắt và anh Điện Quen. Có nhiều siêu nhân hợp sức lại thì khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Ok anh nhện, bây giờ chúng ta chia ra hai hướng đi tìm nha anh nhện. Hai con quái vật kia nó ngược theo con chó rồi các bạn ơi. Phải nhanh chăng tìm được anh người dơi để phối hợp với các siêu nhân khác. Con quái vật này có cái miệng với một cái hàm răng, nhìn thật là ghê. Nó nhìn thấy mình thấy gì rồi? Anh Sắt ơi, em bị một con quái vật truy đuổi, rất mong được anh giúp đỡ. Con quái vật đó trông nó như thế nào vậy anh Tài? Cơ thể của nó là một màu nâu đậm, nó có một cái hàm răng dài, lĩa chĩa, không đều nhau và nhìn rất là thấy ghê. Bây giờ anh Tài, hãy đi giải cứu người dơi đi, còn con quái vật này cứ để cho Tài giải quyết. Ok anh Sắt luôn, quyết thắng nha anh Sắt. Nhiệm vụ của mình bây giờ là đi tìm anh siêu nhân người dơi các bạn ơi. Đây là một nhiệm vụ cũng khá là chua nha các bạn, không biết anh người dơi ở đâu mà tìm nè. Nè bò sữa ơi, cưng có thấy anh người dơi ở đâu không? Khu vực này có quái vật đó, cưng phải cẩn thận. Cưng đừng đi lung tung nha, ở chỗ này đi, để khi nào quái vật bị tiêu diệt thì cưng sẽ xuất hiện nha. Con quái vật gì mà toàn bộ cơ thể là một màu đen. Nó đập một con bò luôn rồi các bạn ơi. Hả? Nó vượt mình. Hay quá các bạn ơi, phía bên kia là anh Goku đang đối đầu với một con quái vật gì á. Anh Goku đỉnh thiệt, ra một chiêu thôi là con quái vật bị nổ tung luôn. Bây giờ mình đi qua bển, nhờ anh Goku tham gia vô biệt đội siêu anh hùng để đối phó với mấy con quỷ đầu lòi nha các bạn. Anh Goku ơi, anh Goku, anh Goku. Anh ơi, anh năng lượng của anh mạnh quá, em rất là ngưỡng mộ anh luôn á. Bây giờ em nhờ anh tham gia vô biệt đội siêu anh hùng để đối phó với mấy con quỷ đầu lòi được không anh Goku? Nhưng mà bây giờ phải xử lý con quái vật màu đen anh Goku. Con quái vật màu đen nó ngược em nãy giờ kìa, anh xử lý nó trước giùm em đi. Quái vật màu đen hả? Nó đã làm chuyện ác rồi thì cho dù nó là màu đen, màu đỏ hay là màu tím, ta cũng phải tiêu diệt nó. Hay quá, có được anh Goku giúp đỡ là chúng ta có thêm một phần sức mạnh, khả năng chiến thắng quỷ đầu lo sẽ cao hơn các bạn ơi. Anh Goku hình như là anh đang khởi động thôi các bạn ơi, chứ mà ảnh mà dùng năng lượng ảnh chửi một cái á, là con quái vật kia té xỉu luôn. Bây giờ anh chỉ mới có giật cho nó linh hoạt tay chân thôi. Đó, thấy không các bạn, một chiêu chưởng của anh thôi là con quái vật đã té xỉu liền. Anh Goku ơi, con bò màu nâu đang gặp nguy hiểm, có một con khủng long bạo chúa. Bây giờ em dẫn con bò nâu đi trốn rồi anh xử lý con khủng long đó nha anh Goku. Rồi
Bà đừng quá lo lắng, anh Goku đã đi chặn đường con khủng long kia rồi. Anh Goku sẽ sớm thu phục được con khủng long bạo chúa kia thôi. Bà cứ ở đây yên tâm, đừng lo lắng. Ok nha bà. Anh Goku đã tìm thấy khủng long rồi bà ơi. Đang đứng đối đầu với con khủng long bạo chúa kia kìa. Wow, trong vòng một nốt nhạc thôi là anh Goku đã tiêu diệt được con khủng long bạo chúa kia rồi. Anh Goku quá đỉnh. Lũ quái vật đang hành quân đi kìa các bạn ơi. Lần này có thêm sự xuất hiện của con quái vật màu xanh xanh đó nữa. Như vậy là bên nó đã có 3 con rồi. Hay quá, anh Sắt đã bay đến rồi. Anh Sắt đang chặn đường con quái vật màu xanh kia. Một con quái vật đã bị tiêu diệt. Vậy là bên nó còn 2 con nha các bạn. Một con đầu lo với một con chân dài. Anh người dơi vẫn còn phép mạnh. Các bạn ơi, anh người dơi đang chặn đường của quỷ đầu lo chiến đấu nữa kìa. Goal! Anh người dơi đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi các bạn ơi. Anh người dơi đánh con quỷ đầu lo kia chạy phóng khói luôn. Là Ultraman. Các bạn thử đoán xem con quỷ đầu lo nó có chạy thoát được không các bạn. Phía sau nó là anh người dơi đang gượt, còn phía trước thì lại bị anh Điện Quang chặn lại rồi. Rồi xong, một em quỷ đầu lo đã bị tiêu diệt kì. Tính ra là bây giờ chỉ còn một con quái vật chân dài nữa thôi phải không các bạn? Biệt đội Godzilla kìa các bạn ơi. Lần này như là quá thân thiện cho chúng ta rồi. Chỉ còn một con quái vật thôi mà có thêm Godzilla trợ giúp nữa. Godzilla đang từ từ di chuyển để truy tìm con quái vật chân dài kia đó các bạn ơi. Bây giờ con quái vật chân dài kia mà xuất hiện một cái, Godzilla phun dung nham là nó sẽ bị tiêu diệt ngay. Kìa các bạn ơi, nó đang di chuyển ra bờ sông. Nó định ra bờ sông chạy trốn á mày, bờ sông hay sao? Nó định nhảy xuống sông trốn hay sao ta? Đó là con quái vật hai đầu đó các bạn ơi. Nó đến đây để phục thù cho những con quái vật lần trước đã bị siêu nhân tiêu diệt. Ở bên đó giống giống anh Mario đang chiến đấu với con quái vật hai chân. À đúng rồi, là anh Mario. Anh Mario sử dụng tuyệt chiêu một cái, con quái vật đó tan thành khói bụi luôn. Thật là tiếc quá các bạn ơi, anh Mario đi nhanh quá. Chứ mà nhờ được anh Mario giúp đỡ là sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Con quái vật này nó rất là ghét siêu nhân nha các bạn. Do siêu nhân ngăn cản nó làm những cái chuyện xấu á. Bây giờ phải báo với siêu nhân, không thôi nó đến đây nó đánh lén siêu nhân là siêu nhân đỡ không có kịp. Cái vấn đề quan trọng bây giờ là không biết tìm siêu nhân ở đâu rồi các bạn ơi. Bây giờ mà lú cái mặt ra, con quái vật nó nhìn thấy, nó gượt là chạy dắt dọ lên cổ nữa. Rồi luôn, khỏi cần lú mặt ra nó nhìn thấy luôn rồi các bạn ơi. Giọt quái vật này nó thật là lạ, nó lạ lắm. Từ trước giờ mình mới thấy con quái vật mà nó có hai cái đầu luôn nha các bạn. Bên kia có một cái gốc cây,
phải đi vào bến trốn, chờ cơ hội gặp được siêu nhân các bạn ơi. Tôi nghe hình như có cái âm thanh gì mà nó quen quen các bạn ơi, lạ lạ mà quen quen. Đừng nói là nó nha. Đúng là tới xui luôn rồi các bạn ơi, đi vô gốc cây trốn rồi mà vẫn gặp con cá sấu. Bây giờ liều luôn, đi ra đi tìm siêu nhân luôn, gặp có giặc thì cứ gặp. Đợt này hình như mấy con quái vật đó nó tổ chức tổng tấn công luôn rồi. Nó rượt mấy con bò con chó chạy tán loạn luôn các bạn ơi. Anh Nhện ơi, anh chưa hay cái gì hết anh Nhện. Cái lũ quái vật nó rượt các con vật chạy tán loạn luôn kìa anh Nhện ơi. Em chạy dữ lắm vậy mới thoát khỏi tầm nhắm của mấy con quái vật đó đó. Bây giờ chỉ mới gặp được anh thôi nè. Còn anh Sắt, anh Điện Quang, mấy anh hùng khác em chưa gặp ai hết á. Đừng manh động nha anh Tài. Hãy tập hợp đủ các siêu nhân rồi lên kế hoạch sẵn sàng tác chiến. Anh Nhện nó đi hướng kia các bạn ơi. Còn mình sẽ đi hướng này để tìm kiếm các siêu anh hùng tập hợp đủ lại một cái là đại chiến một lần với mấy con quỷ đầu lo kia luôn. Anh Mario đang bên bển kìa các bạn ơi. Đưa lên bển nhờ ảnh tham gia vô bị đội siêu anh hùng luôn. Anh Mario ơi, em đã chứng kiến cảnh anh tiêu diệt con quái vật kia. Với một nguồn năng lượng rất mạnh, anh hãy dùng năng lượng này tham gia vào bị đội siêu anh hùng để thu phục những con quái vật đầu lo, bảo vệ hòa bình cho muôn loài nha anh Mario. Goal! Anh Mario đã đồng ý tham gia các bạn ơi. Từ nay bị đội siêu anh hùng sẽ có thêm thành viên mới. Anh Mario đi test sức mạnh với khủng long bạo chúa kìa các bạn ơi. Wow, chiến thắng rồi các bạn ơi. Nhưng mà có khi nào anh thấy dễ chiến thắng quá, anh đi tìm con quỷ đầu lo chúa. Nhưng mà con quỷ đầu lo chúa không dễ đối phó đâu. Phải tìm ảnh từ từ lại, từ từ lại. Anh siêu nhân Nhện đang đi tập hợp các siêu anh hùng thì gặp con quái vật đó, nó chặn đường lại. Ơi anh Nhện bắn nhưng mà nó đi tới nó né né lại. Anh bắt buộc anh Nhện phải dùng tay luôn các bạn ơi. Anh Nhện đánh không lại nó, đang tìm đường chạy trốn các bạn ơi. Nó gượng qua bên mình luôn rồi. Anh người dơi tới các bạn ơi. Núp ở đây xem anh người dơi chiến đấu nha các bạn. Không ổn rồi hả? Anh người dơi bỏ chạy luôn rồi. Xong rồi chạy luôn. Mới có một con quái vật thôi mà anh Nhện với anh người dơi đều bị đánh bại các bạn ơi. Huống chi lần này nó đi cả đám lận. Đúng là một nhiệm vụ khó khăn các bạn ơi. Ở đằng kia có 1, 2, 3, 4, 5 năm con quái vật đang hành hung các bạn ơi. Anh Nhện ơi, anh đừng quá lo lắng, anh chạy thoát được là mai rồi. Còn anh người dơi còn chưa chạy thoát được kìa. Không biết anh người dơi bây giờ đang ở đâu nữa anh Nhện ơi. Anh bình tĩnh lại đi rồi chúng ta cùng nhau đi tìm anh người dơi. Có anh Sắt, có anh Điện Quen nó thì gom lại đấu với bọn nó thôi chứ có ai đâu mà lính huynh với anh Nhện. Hay là bây giờ anh chăm coi các con vật đi, còn em đi tìm các siêu anh hùng cho. Anh chăm coi các con vật cẩn thận là được rồi. Ok anh Tài, bạn bò, bạn thỏ, bạn voi, các bạn động vật cứ để cho ta bảo vệ. Nè hai bạn mèo, với bạn cún con bên kia, không có đi đâu lung tung nha. Mấy con quỷ đầu lo nó ghim mấy bạn rồi đó. Mấy bạn mà đi ra không có ai bảo vệ là bị nó đập một cái, bay đi là không có ai kiếm được đâu. Ở đây đi cho anh người Nhện bảo vệ. Thấy không mèo ơi, con bò bị gượt rồi kìa, anh người Nhện đâu mất tiêu rồi. Anh người Nhện đã xuất hiện, đang đánh nhau với con quái vật màu đen kia kìa mèo ơi. Con quái vật màu đen đó đánh không lại anh Nhện. Bây giờ đang bị anh Nhện gượt kìa các bạn ơi.
Goal! Anh nhện gượt vô ổ của nó, bây giờ bị nó gượt, gượt trở lại rồi. Có anh Goku tới tiếp ứng kìa các bạn ơi. Anh Goku ơi, anh người nhện bị ba con quái vật gượt đuổi. Bây giờ anh nhanh chân đến đó giúp đỡ anh người nhện tên Goku. Chậm chế là em sợ anh người nhện bị ba con đó đánh một cái là xỉu luôn. Nhưng mà anh phải cẩn thận nha anh Goku. Ba con quái vật đó chỉ là quái vật lính thôi, còn con quái vật chúa hai đầu nữa. Ok luôn nha anh Tài ơi, đừng quá lo lắng cho ta. Ta sẽ đánh hết mình, đánh không lại thì ta sẽ chạy. Ok luôn. Một chiêu của anh Goku tiêu diệt một con huyết ghi, quá đỉnh. Chiêu thứ hai, lụm thêm một con quái vật màu đen. Tính ra chỉ còn hai con quái vật thôi nha các bạn. Một con quái vật hình cái mặt trời với một con quái vật chúa hai đầu. Ở đâu ra thêm một con đầu lo nữa kìa các bạn ơi. Vậy là bây giờ cần phải đối phó với ba con lận chứ không phải hai con nha. Anh nhện đang đánh tay đôi với con quái vật có cái đầu hình bông mặt trời kìa các bạn ơi. Anh nhện đã sử dụng tới cây súng, sức mạnh của anh nhện sẽ tăng lên gấp bội. Và thế là một bé quái vật có cái đầu hình bông mặt trời đã bị anh người nhện thu phục. Hello anh Mario, anh Mario ơi, lũ quái vật đã tấn công tới rồi, anh hãy hỗ trợ các siêu anh hùng một tay nha anh Mario. Anh Mario đứng có ngàn ngàn cái chân của con quái vật đó hả các bạn ơi, không biết có chống cự nổi hay không nữa. Wow, tuyệt chiêu của anh Mario đã thiêu rụi con quái vật khổng lồ kia. Anh Mario bị đánh lén rồi, đi hỗ trợ anh Mario. Anh người nhện xong vô, bị con quái vật chúa đó quýnh một cái, bay đi mất tiêu luôn các bạn ơi. Nó đang ngược theo anh người dơi rồi, không xong rồi, con quái vật này quá mạnh. Bây giờ, cỡ tầm như anh điện quen hoặc là anh người sắt mới có thể chiến đấu với nó các bạn ơi. Bò sữa ơi, anh đang đi tìm anh người sắt và anh điện quen để đối phó với con quái vật hai đầu. Nó rất là to, siêu to khổng lồ luôn. Cương đừng đi đâu, con quái vật nó nhìn thấy là nó hốt cương luôn đó. Là một con khủng long bạo chúa kìa các bạn ơi, đang đi tìm siêu nhân điện quen với anh người sắt, chưa thấy nữa mà bây giờ con khủng long bạo chúa này nó chặn đường của mình rồi. Hay quá, anh người sắt có mặt kịp thời các bạn ơi. Hay quá anh sắt ơi, em cũng đang trên đường đi tìm anh nè anh sắt ơi. Anh người nhện, anh người dơi với anh Mario bị con quái vật siêu to khổng lồ hai đầu đánh. Bây giờ chỉ có anh và anh điện quen là có khả năng chiến đấu với con quái vật hai đầu thôi anh sắt ơi. Ta chỉ mới đi vắng có vài ngày mà lũ quái vật đã tấn công tới đây. Bây giờ ta quay về chắc vẫn còn kịp chứ anh Tài. Bây giờ anh Tài đi tìm anh người dơi, anh người sắt và anh Mario đi. Ta sẽ đối phó với con quái vật kia. Anh điện quen ơi, anh đi giúp người sắt đi. Người sắt đã đi tìm con quái vật hai đầu kia đối phó rồi, nhưng mà em sợ không có nổi. Bây giờ anh đi nó đi, hai người nha anh điện quen. Ok anh Tài nha, ta sẽ đi hỗ trợ anh sắt. Hai người sắt cánh bên nhau thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Hay quá các bạn ơi, có được anh siêu nhân điện quen giúp đỡ thì khả năng chiến thắng của chúng ta đã cao hơn rất nhiều rồi đó các bạn. Ủa các bạn ơi, nhưng mà anh điện quen phóng năng lượng về con quái vật đó, bây giờ nổ tung ra không thấy ai hết, cuối cùng là ai thắng ai thua? Con quái vật chúa hai đầu kia nó rất mạnh,
Bởi vậy không thể loại trừ trường hợp anh siêu nhân điện quang bị đánh bại nha các bạn. Bây giờ chúng ta phải tìm anh người sắc mau lên. Các bạn ơi, ngày Halloween đã qua rồi mà ai bỏ công bỏ sức thiết kế cái chỗ này thành một nơi nhìn thật là kinh dị, có quả bí hình người nè các bạn ơi, có những cái con dơi ở trên cái mặt trăng nữa kìa, và những cái đầu lâu thật là kinh dị. Mình sẽ đi vào trong đó khám phá xem có gì nha các bạn. Mấy cái đầu lâu này được làm từ cái gì mà nhìn y như thiệt luôn các bạn ơi. Âm thanh này nghe quen quen các bạn ơi, mấy lần trước đi theo siêu nhân coi đánh quái vật cũng nghe cái tiếng này nè. Có khi nào trốn vô đây chơi rồi mà còn gặp mấy con quỷ đó nữa không? Bây giờ mà gặp nó là không có siêu nhân đâu mà giúp các bạn ơi. Thiệt rồi các bạn ơi, bên kia là một con sói, nó đang đi qua hướng bên đây. Bây giờ phải chạy trốn thôi. Ở bên kia là ông bán kem ở trong phim đó các bạn ơi. Ở đây có nhiều nhân vật kỳ lạ quá, phải thoát khỏi nơi đây nhanh lên. Người nhện ơi, em bị lạc vào thế giới Halloween, có rất nhiều sinh vật quái dị và nhìn nó rất là đáng sợ. Bây giờ người nhện hãy đánh đuổi nó đi về thế giới của nó đi, nó ngược theo em ra tới ngoài này luôn rồi. Để cho ta. Anh Tài, bây giờ anh đi về trông coi mấy con thú cưng của ta đi, còn mấy con quái vật kia hãy để ta đánh đuổi nó. Ok anh nhận luôn anh nhận này, anh nhận cố lên nha anh nhận này. Goal! Con quái vật nó đang đứng bên phía bên kia kìa các bạn ơi. Anh người nhện đang vượt qua bên chỗ của nó rồi. Goal! Các bạn ơi, làm như nó biết sự lợi hại của anh nhện hay sao á. Nó vừa gặp anh nhện là nó chạy dắt giò lên cổ luôn. Không xong rồi các bạn ơi, nó còn có đồng bọn nữa. Anh nhện bị nó ngược chạy ngược lại luôn rồi. Anh nhện ơi, lại đây nè. Anh nhện ơi, có cái gì đâu mà ngại. Nó tới 4, anh chỉ có 1 thì anh chạy là phải rồi. Bây giờ anh đi lo bảo vệ các con vật của anh đi. Em sẽ tìm thêm 3 siêu anh hùng nữa, hợp sức lại với anh là 4. 4 đánh 4 là quá ok luôn nha anh nhện. Không xong rồi các bạn ơi, cái con quỷ đó nó vượt con cù luôn rồi. Nhưng mà bây giờ chưa có khả năng cứu được bạn cù. Bây giờ phải tìm siêu anh hùng. Cưng nhìn thấy cái gì chưa mèo? Bạn cù của cưng đó bị con quái vật nó rượt rồi đó. Cưng phải ngoan ngoãn ở đây. Cưng mà bước ra mấy con quái vật kia nó gặp là nó rượt cưng, cưng chạy không có kịp đâu. Cưng phải ngoan ngoãn ở đây để các siêu nhân tới giúp nha. Còn con hà mã này nữa, cưng đừng có tưởng cưng lớn mà quái vật nó sợ cưng nghe. Nó đá một cái là cưng bay 8 mét luôn. Bạn mèo ở bên chỗ nào thì cưng ở chỗ đó. Hai đứa ở kế bên nhau. Ok baby chưa? Coi cái miệng bự chà bá kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm thêm 3 siêu anh hùng nữa. Cộng với người nhện là có 4 siêu anh hùng. Hợp sức lại chiến đấu với 4 con quái vật lúc nãy nha các bạn. Anh người sắt ơi, khu vực này đang bị tấn công bởi 4 con quái vật. Hiện tại phía bên kia chỉ có một mình anh người nhện đối phó với 4 con quái vật. Bây giờ em đến đây để nhờ anh ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ một tay. Đánh đuổi quái vật bảo vệ công lý là trách nhiệm của ta. Anh Tài không cần phải khách sáo, chúng ta đi thôi. Ok anh sắt, bây giờ anh đi qua hướng của người nhện, còn em sẽ đi tìm thêm 2 siêu anh hùng nữa nha. Anh người sắt ơi, con khủng long bạo chúa nó đang định ăn thịt con khủng long tê giác luôn rồi. Khủng long tê giác ơi, cứ đừng có hoảng sợ nữa, cứ đứng ở đây đi. Anh người sắt bay qua bên kia xử lý con khủng long bạo chúa rồi.
Cưng cứ bình tĩnh, sẽ an toàn thôi. Quỷ đầu lo mà anh Sắt còn thu phục được, huống chi là con khủng long đó không ăn nhầm gì đối với anh Sắt đâu. Một tí xíu nữa thôi là cưng sẽ được bình yên thôi, cưng sẽ trở về với thế giới của cưng. Người Sắt đã cho con khủng long bạo chúa đó đăng sức luôn các bạn ơi. Con khủng long sừng, ổ lộn, con khủng long tê giác bây giờ nó đã trở lại cuộc sống bình yên rồi. Mình sẽ đi tìm thêm hai siêu anh hùng nữa. Các bạn muốn mình sẽ nhờ siêu anh hùng nào trợ giúp các bạn? Còn bây giờ cứ đi đi, hay gặp siêu anh hùng nào thì nhờ siêu anh hùng đó. Siêu anh hùng thì chưa thấy, mà trước mặt là một con quái vật, cái đầu của nó hình cái bông các bạn ơi. Bây giờ mình phải đối mặt với nó luôn. Còn quái vật cái đầu hình cái bông kia, nhà ở đâu thì quay về đi. Người ở đây quấy khóa, tới khi bị siêu nhân trừng trị thì lúc đó chạy không kịp. Chàng trai trẻ, ngươi tưởng khù ta dâm ba câu như vậy là ta sợ sao? Ngươi thử tìm siêu nhân đến đây cho ta xem nào. Bây giờ sao? Có đi. Con đường dẫn đến chỗ của siêu nhân bị con quỷ bông nó chặn rồi các bạn ơi. Bây giờ phải đi đường vòng thôi. Đi đường vòng qua một cái đống cát, một cái sa mạc này nè, rất là xa. Đây là sinh vật gì là các bạn ơi? Nó nằm ở đây cản cái đường của mình đi rồi. Nó siêu to khổng lồ luôn á. Là con gì đây? Là một bạn kỳ nhông khổng lồ. Bạn kỳ nhông, cho mình đi nhờ qua đường này để tìm các siêu anh hùng tiêu diệt mấy con quái vật được không? Mình đi đường này nè, mình không có đụng chạm tới bạn đâu. Cảm ơn bạn kỳ nhông nha. Ôi các bạn ơi, ở bên kia là một con bò, nó đang bị một con còng dí lê kìa. Con còng nó phun lửa luôn các bạn ơi. Sao bây giờ? Godzilla tới kìa các bạn ơi. Godzilla này không biết là Godzilla hiền hay là Godzilla ác nữa. Mình đi vô trong đây mình xem, ngồi đây mình đợi coi. À, đây là Godzilla hiền. Chắc là nó nhìn thấy con bò gặp nguy hiểm, nó lại nó bảo vệ con bò đó các bạn ơi. Bây giờ mình cùng nhau đi theo Godzilla này nha. Như vậy là đúng rồi đó các bạn ơi. Con Godzilla đang đi qua hướng của con bò kìa. Bây giờ mình đi qua bên bển dẫn con bò chạy trốn nha, cho con Godzilla đối phó với con quỷ kia, đối phó với con rồng kia. Cũng may mắn là gặp được Godzilla á bồ ơi. Chứ anh là anh mà mình nên anh là anh đánh không lại con quỷ kia đó, anh chạy trốn luôn đó. Ở chỗ này tạm thời an toàn nha bò, để Godzilla tiêu diệt con quái vật bên kia. Rồi anh sẽ dẫn cưng tới chỗ của con mèo, có con mèo dễ thương lắm cho hai đứa tâm sự, xong rồi anh mới đi tìm siêu nhân. Ok cưng. Godzilla đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình tiếp tục hành trình đi tìm thêm hai siêu anh hùng nữa để được 4 siêu anh hùng nha. Một hồi mà lỡ có đủ 4 siêu anh hùng rồi mà vẫn chiến đấu không lại á, là mình thử nhờ thêm Godzilla thử được không nha các bạn. Let's go. Ở bên kia hình như là nữ siêu anh hùng đang đi tuần tra. Bây giờ mình sẽ đi qua bên bển nhờ nữ siêu anh hùng ra tay cho các bạn. Xin chào nữ siêu anh hùng. Ở đây có 4 con quái vật đang hoành hành. Hiện tại đã có 2 siêu nhân tham gia vào chiến dịch chiến đấu với 4 con quái vật này. Em cần thêm 2 siêu nhân nữa. Ở đây 1 và em sẽ tìm thêm 1 nữa. Nữ siêu thùng tham gia nha. Ok. Tất nhiên rồi, bảo vệ công lý là trách nhiệm của ta. Bây giờ anh Tài hãy đi tìm thêm 1 người nữa. Còn ta sẽ đi hợp mặt với anh người Sắt và anh người Nhện. Hẹn gặp lại. Ok, nữ anh hùng luôn nha. Hẹn gặp lại. Ở bên kia, các bạn ơi, ở bên kia hình như là robot đang chiến đấu.
À đúng rồi, robot đang đánh chặn đường, đánh cùng với đầu lo luôn rồi. À cùng với đầu lo lần này mày chết rồi. Goal! Hay quá robot ơi, các bạn ơi, robot đã chiến thắng được quỷ đầu lo rồi, cùng quỷ đầu lo nó chạy rồi, bây giờ chỉ còn lại ba con quái vật thôi. Con quỷ đầu lo đó nó chạy về thế giới của nó rồi các bạn ơi, chắc là nó sợ robot lắm trời luôn rồi đó. Bây giờ tập trung đối phó với ba con quái vật kia. Con quỷ đầu cái bông kia bị anh Nhện bắn rồi nó chạy, anh Nhện đang ngược theo nó kìa các bạn ơi. Vậy là đã có hai con biết sợ nha các bạn, còn hai con kia nữa nó mà ngoan cố là siêu nhân không cho nó về luôn. Lại là anh Sắt à. Các bạn ơi, nữ siêu anh hùng chưa kịp ra tay gì hết trơn là anh Sắt đánh một cái nổ hai con luôn. Anh người Nhện còn tranh thủ gượt theo để cho nó sợ các bạn ơi.